Xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với channel The Vinzy Dev. Ở cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về lập trình Go căn bản. Và cái phần hiện tại mà mình đang muốn giới thiệu cho các quý vị đạo hữu ở đây á, chính là về struct ở trong Go. Thì struct ở trong Go nó là cái gì? Đầu tiên mình phải hiểu struct là gì đã. Thì theo định nghĩa, struct là tập hợp những cái properties có liên quan đến nhau. Những property nghĩa là những cái thuộc tính có liên quan tới nhau. Ví dụ như trong một cái lá bài thì nó sẽ có thuộc tính là nước, ví dụ như cơ rô trùng bích và một cái nút chẳng hạn vậy. Nút là một cái số đếm, cái tên, mỗi bóng nó sẽ 7, 8, 9, 10. Đó thì đó là những cái thuộc tính của một cái lá bài. Thì để mà định nghĩa ra một cái struct thì mình sẽ sử dụng cái cú pháp như sau, là type struct name, nghĩa là cái tên của cái struct, và dùng cái từ khóa struct này. Sau đó thì ở bên trong mình mở cái ngoặc nhỏ ra, và ở bên trong sẽ là những cái thuộc tính của nó. Thì ứng với mỗi thuộc tính thì nó sẽ là có tên của thuộc tính đó và cái kiểu dữ liệu tương ứng. Thì một cái struct nó có thể có nhiều cái thuộc tính ở bên trong, tùy theo mình định nghĩa nó như thế nào thôi. Bây giờ mình sẽ code luôn cho các bạn đạo hữu cùng xem. Ví dụ như ở đây, mình sẽ định nghĩa một cái struct người. Người thì nó có họ là string và tên cũng là string luôn. Đó, vậy thì đây mình đã định nghĩa được một cái struct người. Người bình thường nó có họ và tên. Thì để khai báo một cái giá trị kiểu struct người này, mình khai báo như sau. Thì ví dụ người này nó tên là Mr. C, là tôi đi chẳng hạn, thì mình sẽ khai báo là người. Rồi mình mở nó ra. Đây mình sẽ có cái họ nha. Thì hai chấm là họ Mr. C. Mr. C. Rồi phải ra tên hai chấm là dead. Rồi đó này. Rồi sau đó mình sẽ in cái Mr. C này ra. Xin lỗi, mình phải dùng cái lệnh fmt print. Rồi bây giờ mình sẽ chạy, mình để mình zoom lớn ra cái code ra cho mọi người có thể dễ quan sát. Rồi, go print main.go. Đây thì ở đây mình đã in ra được nè, là Mr. C dev là một cái struct nha. Rồi thì ở đây mình có thể khai báo kiểu như vậy, hoặc là nếu như mà nó dài quá thì mình hoàn toàn mình có thể xuống dòng ha. Và các bạn nhớ là khi xuống dòng á, thì cái ở cái thuộc tính cuối cùng là mình phải thêm dấu phẩy này vô, nếu không nó sẽ báo lỗi đó. Thì đây là cách mà mình khai báo một cái struct nó rất là dễ. Rồi, tiếp theo thì khi mà mình khai báo một cái struct rồi á, thì mình có thể là truy cập vào những cái phần, cái thuộc tính ở bên trong cái struct đó. Ví dụ như mình Mr. C chấm họ, mình đổi họ lại, mình là Mr. T chẳng hạn vậy, và mình in ra. Rồi, mình chạy lại thử nè. Thì đó, nó sẽ đổi lại thành là Mr. T dev. Rồi Mr. C tên là bằng boss. Rồi chạy nào, run nào. Ok, Mr. T và boss. Đó là cách mà mình tạo ra một cái struct và mình truy cập vào những cái thuộc tính ở bên trong một cái struct đó. Rồi thì tiếp theo đây, đó là mình đang trong slide mình cũng đã trình bày cho các bạn ha.
cho các đạo hữu có thể tiện mà tham khảo. Thì tiếp theo là mình sẽ nói về một cái embedding struct, có nghĩa là một cái struct nó chứa một cái struct bên trong nó nữa. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ ví dụ cho các bạn xem luôn code cho nó nhanh, nó giải thích lâu lắm. Thì trong một cái struct người này nó sẽ có thể có những cái struct con bên trong đó, ví dụ như nó sẽ có thêm là thông tin chưa, nó cũng là một cái struct. Và cái struct thông tin này nó bao gồm là địa chỉ, rồi thông tin này nó có địa chỉ, và mình sẽ thì trong một người này sẽ có cái thông tin đúng không, thông tin đến là cái struct thông tin. Rồi vậy khi mà mình khai báo cái người này có một cái struct con thông tin bên trong thì mình làm sao? Đấy, thì ở đây mình cũng vậy thôi, nó sẽ là đó, nó là vậy đây. À, rồi địa chỉ này, chấm à, ở đâu đó còn lâu mới nói rồi đấy, và nhớ thêm dấu phẩy ở phía cái thuộc tính cuối cùng để nó không có báo lỗi. Rồi bỏ cái này ra và mình chạy đây, bây giờ nó in ra như vậy này đó, Mr. C dev mà ở đâu đó còn lâu mới nói ok. Nhưng mà in như vậy thì nó xấu quá, mình không có biết được là ừ tự nhiên Mr. C là cái gì, dev là cái gì, rồi cái ở đâu đó là cái gì, mình không hiểu. Thì mình có thể in ra, in nó kèm với cái tên của cái thuộc tính nó luôn, chứ không riêng gì cái giá trị, hiện tại là mình chỉ mới in ra cái giá trị thôi. Thì mình có thể in luôn cả cái thuộc tính của nó ra, là bằng cách là mình phần trăm thăng v và mr c các bạn thấy không, nó in ra cả là main chấm người, thì cái struct này nằm ở trong cái bucket main người đó, và họ là Mr. C, tên là dev, thông tin là trong cái main, kiểu dữ liệu là main thông tin, và địa chỉ ở đây 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 đó. Rồi ngoài ra mình còn có một cái nữa là phần trăm cộng, cái format phần trăm cộng này nó cũng tương tự ha. Rồi mình chạy nè, thì trong trường hợp này thì nó không có in ra cái cụ thể cái kiểu dữ liệu nữa, mà nó chỉ in ra là cái tên của thuộc tính và cái giá trị của thuộc tính thôi, nó còn không không in cái kiểu dữ liệu của cái Mr. C này ra nữa đó. Vậy thì đây chính là struct và embedded struct, nghĩa là struct con, có thể hiểu như vậy. Thì tiếp theo là mình sẽ khai báo một cái receiver function giống y như trong một cái custom type mà mình đã từng làm. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm cái receiver function, thì nó cũng y như cái custom type mà mình từng tìm hiểu thôi. Có nghĩa là mình sẽ khai báo fun và cái receiver function chính là cái kiểu dữ liệu đó. Rồi in chưa, rồi mình copy cái dòng này lại nha, mình xin lựa gõ gõ lắm, dòng làm đẹp copy được bao nhiêu thì copy. Rồi rồi bây giờ tôi không xài hàm này nữa, tôi xài Mr. C chấm in đó,
Và clear đi cho nó sạch nè. Rồi. Go run main.go chạy lại. Thì nó cũng in ra được họ tên. Đó. Đây để mình thêm cái xuống dòng nữa cho nó đẹp nha. In ra cho nó đẹp. Nhìn nó đẹp. Đó, rõ ràng. Đó, thì nó in ra rồi đó. Ok. Như thì nó cũng y như cái custom tile mà mình đã từng làm thôi đúng không? Vậy thì bây giờ mình tiến thêm một cái bước mới nữa, mình làm thêm một cái nữa, nghĩa là mình muốn viết cái hàm để mà mình có thể thay đổi cái tên đi chẳng hạn. Rồi ok, mình sẽ viết tiếp một cái hàm và cho cái struct người này, receiver function cho cái struct người này, nó tên là đổi tên. Mình đó, mình muốn đổi tên người ta luôn. Thì đang cơ bản là mình sẽ set cái tên lại đúng không? Cái tên bằng cái tên mới. Rồi. Thì nó sẽ là tên bằng tên mới. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái hàm đổi tên này và mình in ra xem nó có hiệu quả hay không. Thì mình khai báo ở đây cái Mr. C của mình tên là Dev đúng không? Thì bây giờ mình đổi tên Mr. C, à tôi muốn đổi tên chú thành là Bot. Tôi không còn làm Dev nữa, làm Dev nhiều rồi, giờ tôi muốn làm Bot. Và tiếp đó thì tôi in ra. Vậy thì tôi hy vọng ở cái tên của tôi nè, chỗ này nó sẽ đổi lại thành boss đúng không? Đó là những gì tôi hy vọng và cái code của tôi đang hiển thị là tôi đang muốn như vậy. Vậy thì mình sẽ chạy thử để xem kết quả nó như thế nào ha. What the... Đó. Nó vẫn in ra cái tên đẹp các bạn. Magic không? Vậy thì tại sao mình đã đổi tên của nó bằng một cái tên mới rồi đó, mà nó vẫn in ra một cái tên cũ vậy? Thì câu trả lời này mình sẽ để lại ở trong cái video kế tiếp giới thiệu cho các bạn về cơ chế pass by value và pointer ở bên trong Go. Hẹn gặp lại quý đạo hữu ở video sau để mình có thể tiếp tục giải thích về cái vấn đề tại sao code như vậy mà nó không chạy.